Chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bãi của em. Thì đây là clip số 203. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày, hoặc có thể lâu hơn do dịch thôi các anh. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm. Em sẽ xếp lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã số 1 là một con cạp bổ nha các anh. Đấy, con này thì nó dùng trong bonsai ha. Đó, con này là dạng size khủng luôn các anh. Nó dài lên tới tận là 44 cm, rất là đẹp ha. Đó, các anh thấy không? Ngoại hình rất là ngon nha. Đó, con này là dạng size khủng long luôn rồi. Cầm rất là chắc tay luôn. Đây, lưỡi của nó đây. Đó, các anh thấy không? Lưỡi con này rất là đẹp nha. Lưỡi con này là chất lừ luôn đó các anh. Đây, để em mở ra. Đó, các anh thấy không? Lưỡi còn rất là ngon nha. Đó. Dạ rồi, con cạp bổ bonsai mã số 1. Con này anh nào ưng thì các anh nhắn tin giúp em ha. Đó, mã số 1 dài 44 cm. Dạ, mã số 2 là một con kìm con cá nha các anh. Con này là hàng của nhà Harley Davidson. Đó, hàng Mỹ giúp em. Thì nó dài tổng của nó là 17 cm nha các anh. Đấy, răng lợi bên trong còn rất là ok luôn. Đó, các anh thấy răng lợi của con rất là đẹp nha. Răng lợi con này đẹp, ngoại hình ở bên ngoài là sáng bóng luôn đó các anh. Dạ rồi, con này mã số 2 giá là 280.000 giúp em. Mã 2 280.000. Dạ, mã số 3 là một con xẻn đa năng nha các anh. Đó, con xẻn này thì dài tổng là 38 cm, dài lưỡi là 18 và rộng là 15. Đó, thì tại sao em nói nó đa năng? Thì trong đây nó còn thêm một cái cưa nữa ha. Thì giờ em sẽ giới thiệu cái bên ngoài trước cho các anh nha. Đây là cái bề mặt xẻn nha các anh. Thì con này nó rất là phù hợp để các anh có thể đi chơi, đi phượt, mình đi du lịch. Đó, mình mang mình bỏ ba lô hoặc là chứ mình bỏ xe rất là thuận tiện ha. Ở đây thì nó có một cái đầu để các anh có thể mình khui mấy cái nắp đồ này các anh. Đó, thì bên trong đây này, nó tích hợp bên trong đây. Để em mở ra nha các anh. Đó, thì các anh sẽ bấm vào trong cái nút này ha. Thì mình gỡ cái xẻng, đầu xẻng này ra. Thì bên trong cái này là một con cưa giúp em nè. Đấy, thì em mở ra luôn. Đó, các anh thấy không? Đó, thì đây là một cái đầu cưa. Đó, thì các anh sẽ gắn cái đầu cưa vào đây. Đó, thì mình cũng làm như ban nãy thôi ha các anh. Đó, thì mình sẽ gắn vào đây. Đó, thì bên đây nó sẽ thành một cái cưa luôn. Thì con này là các anh đi chơi, đi phượt rồi là quá xuất sắc. Lưỡi cưa rất là đẹp nha các anh. Đấy, răng rồi cũng còn ngon hết ha. Đó, thì mình làm xong thì mình chỉ cần đóng lại như lúc nãy thôi là ok ha các anh. Nên là con này nó tích hợp hai trong một rất là hiệu quả. Dạ rồi, con này mã số 3, giá của nó là 700.000 giúp em nha các anh. Đấy, con này là tem nè. Đó, tem này, con này giống như là của Mỹ vậy hả các anh. Đó, con này tem. Dạ rồi, con này mã số 3 giá 700.000, em ưu tiên chuyển khoản ha các anh. Đó. Mã số 4 là một con rút river của nhà Lobster nha các anh. Đó, con này thì nó dài tổng là 34 cm. Đó, ngoại hình của nó con là rút river đứng giúp em ha. Thì cái thông số của nó là 2.4 này, 4.3, 3.2 và 4.8 nha các anh. Đó, thì con này nó rút river đứng. Đó, thì nó, các anh phù hợp mình làm việc, ví dụ như các anh làm việc ở trên trần á, thì mình chỉ cần đứng đây, mình nhấc nó hẳn lên thôi. Đó, còn mình cúi xuống mình làm nó cũng tiện hơn nha các anh. Đó, là cái mũi đứng của nó. Dạ rồi, con này mã số 4, giá của nó là 630.000 giúp em nha các anh. Mã 4, 630.000 ạ. Dạ, mã 5 là một con đuôi chuột nha các anh. Con đuôi chuột này là 4 số ha. Hàng của nhà Super giúp em này các anh thấy không? Dài tổng là 23 cm ha. Đây là cái phần đuôi chuột của nó nha các anh. Thì con này là nó có tới 4 số, bên đây là 17, 21 và 19, 24. Thì rất là dễ xài thôi các anh. Ví dụ như đây là 19 thì các anh là vặn bình thường rồi ha. Còn các anh muốn 24 thì mình chỉ cần đè cái này xuống thôi nè. Đó, thì nó sẽ tự động và nó đè xuống này, các anh thấy không? Đó, thì nó mình tự mình vặn xuống thì cái đầu này nó tự nó đè xuống luôn. Nên là nó rất là tiện dụng ha các anh. Đó, đây là đầu của nó này, này đuôi ha. Dạ rồi, con này mã số 5, giá của nó là 450.000 giúp em nha các anh. Mã 5 450.000 ạ.
Dạ, mã số 6 là một con dao chặt nha các anh. Con dao chặt này là con dao chặt bản lớn ha. Thì các anh dùng để chặt gà, chặt vịt, chặt xương, trừ xương ống nha các anh. Trừ xương ống ha. Đó, còn năm hết Tết đến thì cái con này các anh mua về mình làm bếp thì em phải nói là nó quá là xuất sắc luôn. Nó dài tổng là 31 cm, dài lưỡi là 21, rộng bản max của nó là 11 và dày là 7 ly nha các anh. Đó, dày max là 7 ly. Đó, phun chữ giúp em nè. Đó, các anh thấy không? À, lưỡi liếc rồi vẫn còn rất là ngon nha. Và con này các anh chặt thì em phải nói là bao em, con này là hai lưỡi nha các anh, dao hai lưỡi ha, tay trái tay phải các anh đều xài được hết nha. Đó, bản rất là lớn, rất là ngon luôn. Đây, kén của nó đây các anh. Dạ rồi, con này mã số 6 giá 1.400.000 nha các anh. Đó, em xin nhắc lại là nó chặt gà, chặt vịt, chặt xương, trừ xương ống ha. Mã số 6 1.400.000, em chỉ nhận chuyển khoản hoặc cọc trước giúp em ha. Đó. Và mã số 7 là một con kiềm chết của nhà White Strip. Con này là hàng Mỹ giúp em, chất thép thì cực kỳ bền. Đó, em thấy không? Hàng Mỹ này, USA và tơ sen ha. Đó, White Strip rất là ngon, size 10 in, dài 23 cm, bên trong răng lợi của nó nha các anh. Đó, con này răng lợi mà để xài thì vẫn còn ok ha các anh. Đó, này. Đó, bên đây thì cái răng của nó thì bảo nó có cái độ hoàn hảo 100% thì đương nhiên là nó không có đạt được cái độ đấy nha các anh. Đó, thì nó vẫn sẽ có một số xây xát. Đó, thì nhưng mà con này mà các anh mua để mình dùng mình xài thì với cái răng lợi này là các anh thấy không? Đó, các anh xài cũng còn rất là ngon luôn ha. Đây. Dạ rồi, con này mã số 7, giá của nó là 700.000 giúp em nha các anh. Mã 7, 700.000 ạ. Và mã 8 là một con vít dài của nhà Snap-on nha các anh. Nó dài 41 cm lận ha. Đầu của nó là đầu 4 cặp, đầu ba ke các anh. Đấy, các anh thấy không? Tổng chiều dài là 41 cm, cực kỳ dài. Mấy con này ít có nha các anh. Mã số 8 giá 380.000 giúp em nha các anh. Mã 8 380.000. Và mã số 9 là một con mỏ lết tự động nha các anh. Đấy, con này là hàng của nhà Igo giúp em ha. Igo, đó các anh thấy chữ Auto Crane ha, đây Japan, một thương hiệu đến từ Nhật, size 8 in thì tương đương là 20 cm ha. Đây là cái ngèm của nó này, các anh nhìn cái ngèm con này rất là đẹp luôn các anh, đó, ngèm còn rất là ok ha. Thì cái ngèm con này là nó mở tối đa là 2.5 cm giúp em ha các anh. Đó. Đó, để em mở ra các anh thấy, đây ngèm miết bên trong này, đó, còn rất là ngon ha, thì nó mở tối đa là 2.5 cm. Thì cái con này á, sở dĩ người ta gọi nó là con tự động là các anh thấy cái đầu này, đó, cái đầu nó gạch gù này, nên là khi các anh làm việc á, đặc biệt là khi mình làm việc trong các ngóc á, thì các anh khó lòng nào mình có thể mà mình vặn hết cỡ giống như ở bên ngoài được. Đây thì cái con này nó làm trong không gian hẹp rất là tốt luôn đó các anh. Mình chỉ cần lắp là nó đi rồi ha, trợ lực rất là tốt. Dạ rồi, con này mã số 9 giá là 550.000 giúp em nha các anh. Mỏ lết tự động Igo mã 9 550.000. Và mã 10 là một con kìm cắt đa năng của nhà Victor nha các anh. Đấy, con này thì là nó là kìm cắt và có kèm luôn cả cái bấm cốt ở đây ha. Đấy, các anh thấy cái đầu bấm cốt không ạ? Đây là lưỡi của nó này. Lưỡi cắt vẫn còn rất là ngon luôn nha các anh ơi, lưỡi cắt rất là ngon. Và cái thân của nó thì nhìn khi các anh làm việc đó, rất là vừa tay, mình ôm là cực kỳ vừa tay, chắc tay ha. Con này mã 10 giá 400.000 giúp em nha các anh. Kìm cắt Victor mã 10 400.000, hàng của Nhật ạ. Và mã 11 là một con kéo cắt tôn. Con này của nhà Mitsubishi, dài 25 cm, rất là mới luôn các anh. Đó, mấy con này thì cắt thì bao êm, các anh thấy không? Đó, lưỡi cắt đẹp nha. Dạ rồi, con này mã 11 380.000 giúp em. Trời ơi, xuất sắc các anh. Mã 11 380.000. Và mã số 12 là một con em chưa bao giờ bán nha. Đó, đây con này là một con cực kỳ xịn của nhà Tamron. Thì nó giống như là một cái kính thu phóng, giống cái ống nhòm mà thu phóng, mình nó phóng đại rất là lớn nha các anh. Đó, anh em với nhà kính viễn vọng cho các anh luôn đó ha. Đó, thì con này các anh thấy là nó phóng lên tới tận là 60x đó, với 4.000 mm. Đây đây các anh chỉnh tiêu cự rồi chỉnh các kiểu là các anh chỉnh ở đây ha, hai cái nút này nha các anh. Đó là mình sẽ chỉnh đến khi nào mình cảm thấy rõ thì thôi ha. Đó, các anh thấy không? Thì cái đầu bên đây là nó có một cái nắp để các anh đậy luôn cái mặt mặt kính lại ha. Bây giờ em sẽ mở ra cho các anh thấy nè. Đó, nó rất là xịn nha, cái cao rất là mới đó các anh thấy không? Kính của nó ha. À, ống kính của nó đây. Đó. Quá là xịn cho con này.
Ở đây là cái phần đầu ha, thì cái phần ở ở đuôi của nó cũng vậy luôn. Để em mở cho các anh thấy ha. À, đây các anh thấy không ạ? Đây là cái phần mà các anh sẽ mình sẽ để mắt vào nè. À, cái phần này là các anh sẽ để mắt vào nè. Full tem mạc hết nha các anh. Trời ơi, con này là hàng mới luôn, quá đẹp, rất là mới và đẹp cho các anh ha. Đó. Em nói thiệt là với con kính này các anh ngắm trăng cũng rất là đẹp, ngắm sao cũng đẹp, và đặc biệt gần Tết á, anh nào mà xa cái chỗ bánh pháo bông mình đâu cần phải tới chỗ bánh pháo bông đó các anh, mình lấy con này mình ngắm, mình nhắm pháo bông luôn, cái trần gì phải đi, trời ơi nó bao rõ cho các anh luôn ha. Dạ rồi, con này mã 12 giá là 1.200.000, con này là đặc biệt là em chỉ nhận chuyển khoản không ship code mã này ha, mã 12 1.200.000 ạ. Dạ, mã 13 là một con chân quay, trời ơi, em nói thiệt ạ. Các anh mua cái con kia mà các anh không mua thêm con này nữa là quá là buồn. Đây để em đó, đây các anh thấy không, như con này là nó có đế này, nó các anh gắn vào trong cái con này là cực kỳ phù hợp luôn nè. Đó, em nói thiệt, con này với con này đây nó giống như một bộ đí nhau vậy luôn đó các anh ha. Dạ rồi, quay trở về con này ha, thì con này nó là một cái chân quay phim chụp ảnh, và anh nào mà chuyên làm chuyên thợ, các anh thợ thì anh chốt cho em con này rất là ok, các anh thấy không, cái chân nó cực kỳ là chắc chắn, hàng này hàng của Nhật nha các anh. Đó, made in Japan này các anh thấy không ạ, made in Japan ha. Ừ, đây là cái chân để các anh quay nè, quay nè, mình quay rồi cái này là mình sẽ ngoài cái chiều dài của cái chân này ra thì các anh có thể mình quay, mình để mình mở cái chân này lên này các anh thấy không? Đó, khi em quay cái này nè. Đó, thì cái này nó cũng sẽ trồi lên ha. Và cái con này nếu như mà các anh mở lên hết, mở hết chân và hết cái cự của cái này luôn thì nó dài lên tới tận 1 mét rưỡi hoặc hơn 1 mét rưỡi lận nha các anh. Đó, đây. Cái chân này nó có 3 nấc lận, 3 nấc chân. Đó ha, 3 nấc chân giúp em. Nói chung là con này cái chân này là em nói là nó cực kỳ xịn, rất là bền luôn, em có thể mua một con này cực kỳ bền, kể cả những anh chuyên làm quay phim chụp ảnh thì cũng nên có con này, và anh nào mua con kia thì cũng nên mua con này luôn. Dạ rồi, à nói vậy thôi chứ giờ em mà báo giá con này ha, mã 13, con này là giá là 800 nghìn giúp em nha các anh, con này thì em cũng ưu tiên chuyển khoản ha, mã 13 800 nghìn ạ. Dạ, 14 là một con vít gấp, con này là của nhà Ines, made in Japan luôn nha các anh. Đó, thì như em đã nói là những cái con này nó làm việc trong mấy cái ngóc hoặc là mấy cái ngóc hẹp rất là tốt ha, xoay trái xoay phải rất là ok. Bên đây là có một cái chỗ để các anh có thể đựng mũi nữa nè, đó các anh sẽ đựng mũi với em đây luôn thì tạo thành một cái mũi dự phòng luôn ha. Dạ rồi, con này mã số 14, giá của nó là 280.000 giúp em, mã 14 280.000 ạ. Dạ, 15 là một con đánh vảy cá bằng đồng ha. Con này thì nó dài 19 cm giúp em. Đây, cái mặt đánh vảy cá đồng này các anh. À, còn nguyên tem ha, mã 15 giá 250.000, đánh vảy cá đồng 250.000. Dạ, 16 là một con Livo, con này con thức thủy của Nhật nha các anh, made in Japan này các anh thấy không? Nó chỉ dài tầm khoảng là 12 cm, nó rất là phù hợp. 12 cm nhưng mà nó đầy đủ ba thủy luôn nha các anh. Đó, ba cái góc độ cho các anh làm luôn này. Có cái chỗ này để các anh mình có thể mình treo lên mấy cái bảo hộ của mình cũng ok ha. Và đặc biệt cái nam châm con này hít cực kỳ mạnh. Con này nam châm hít cực kỳ khỏe luôn. Từ tính nó rất là tốt. Dạ rồi, con này mã 16 giá 300.000 nha các anh. Đó, mã 16 300.000 giúp em. Và mã 17 là một con cần lắc của nhà Lobster. Con này nó dài 18 cm nha các anh. Đầu của nó là đầu 3 phần 8 ha. Đó, thân tròn của nó. Dạ rồi, con này mã 17 giá là 330.000 nha các anh. Mã 17 330.000, rất là đẹp ha. Và 18 là một con khóa 4 số ha các anh. Đây, 13, 17 và 14, 19 giúp em. Bốn số rất là thông dụng. Đây là các đầu của nó nha. Răng lợi là ngon lành cành đào hết nha. Dạ rồi, mã 18 con này giá là 380.000, khóa 4 số. Và nhấn mạnh là bốn số này là cực kỳ thông dụng luôn đó các anh ha. Mã 18 380.000. Và mã 19 là một con cần lực nha các anh. À, con này thì để em cho thử ha. Nó dài tổng là 22 cm, đầu của nó là đầu 3 phần 8 nha các anh. Đó, các anh thấy con này là của nhà Tonichi. Ngoại hình thì rất là ok cho con này luôn, các anh thấy không? Ngoại hình rất là đẹp ha. Thông số của nó là từ 5 cho tới 25 Newton nhân mét. Đó các anh, con này là giả lực Newton nhân mét, 5 cho 25 Newton nhân mét. Mã 19 giá 650.000, con cần lực ạ. Mã 19 650.000 giúp em. Và mã 20 là một con đục dũng dài 19 cm nha các anh. Đây full chữ này.
anh thấy không, phun chữ ha. Thì cái lưỡi của nó là 1.5 cm, rộng 1.5 cm, con đục dũng mà, con này rất là đẹp nha các anh, rất là đẹp. Mã số 20 giá là 350.000 giúp em, đục dũng mã 20 350.000. Và mã số 21 là một con cưa gôn boy ha, thì con này nó dài tổng thì tầm 45 cm giúp em. Đấy, con này dài lưỡi của nó là 21 cm ha các anh. Đây. Con này là cái con của nhà gôn boy. Đó. Răng lợi bên đây thì răng lợi nó khá ok ha. Còn bên đây thì em thấy là có cái hai cái răng này thì nó hơi, đây hai răng này nó hơi cùn hơn so với mấy răng này. Đấy, nhưng mà xài thì vẫn ổn nha các anh. Dạ rồi, con này mã số 21, giá của nó là 300.000 giúp em nha các anh. Cưa gôn boy mã 21 300.000. 22 là một con tút dây của nhà Lobster, dài 16 cm nha các anh. Đấy, con này là nó tút dây đứng này, cái đầu của nó này. Đó. Nó không có như mấy con kia là nó không có lỗ lỗ ha. Thì con này nó dùng hai cái lưỡi này để nó kẹp nó tút nè. À, nó tút đa dạng cái cỡ hơn ha. Thì ở đây là nó có thêm lưỡi cắt này các anh thấy không, con này là có kèm lưỡi cắt dây ở phía đây luôn, vừa tút vừa cắt giúp em luôn ha. Dạ rồi, con này mã 22 giá 380.000 giúp em, mã 22 kìm tút cắt dây 380.000. Và mã 23 là một con kèn harmonica, con này là kèn của Nhật nha các anh. Đó, 21 tông nè, đề là 21 tông trên đây giúp em này ha. À, à, đây là nó có đủ tất cả các lỗ cho các anh mình xài thổi rất là ok ha. À, dạ rồi, con này mã số 23 giá của nó là 380.000 nha các anh, mã 23 380.000. Dạ, mã 24 là một con kéo cắt đa năng, nó dài 18 cm nha các anh, con này là dài 18 cm, hàng của Mỹ giúp em nè các anh thấy không, with USA ha. Đó. Thì con này là nó có thể cắt được tôn mỏng nha các anh, tôn mỏng nó cũng cắt được, nó cắt dây điện cũng được, nó cắt dây thừng cũng được ha các anh. Đó, nó như một con kéo đa năng vậy đó. Mã số 24 380.000 giúp em ạ, 24 380.000. Dài 25 là một con vít gấp của nhà Aines giúp em, dài 10.5 cm nha các anh. Aines made in Japan ha. Đó. Thì con này nó có xoay trái xoay phải tự động được nha các anh. Dạ rồi, con vít gấp mã 25 giá của nó là 250.000, mã 25 250.000 ạ. Và mã 16 là một con mỏ lết, con này là của nhà Lobster nha các anh. Đấy, nó có cái hãng đây mà biết sao nó bay mất tiêu rồi. Đây, cái con này là của nhà Lobster giúp em ha. Đó, thì nó dài tổng là 20 cm. Các anh nhìn cái ngàm của nó này. Đấy, các anh thấy không? Cái ngàm rất là đẹp. Và cái ngàm con này á, thường thì những cái con mỏ lết này nó dài 20 cm, nhưng mà hầu hết là cái thiết kế của nó là tập trung vào trong cái ngàm, nên cái ngàm con này mở được nặng và nó mở rất là tốt. Nó mở lên tới 4.6 cm cho cái ngàm này nha các anh. Đó, em mở ra bên trong cho các anh thấy nè. Đó, các anh thấy không? Ngàm rất là đẹp nha. Ngàm con này rất là đẹp ha. Đó. Và con này các anh mở thì em nói là rất là có lực luôn. Mã số 26, đặc biệt là khi mà các anh mở trong những cái góc đồ á ha. Đó, thì cái con này nó rất là phù hợp. Mã 26 giá là 700.000 giúp em nha các anh. Đấy, con này là của nhà Lobster ha. Cái đuôi của nó ở đây ha. Mã số 26 700.000 giúp em. Dạ, 27 là một con vít lực nha các anh. Con vít lực này nó là size nhỏ, size mini á các anh, Canon. Thì con này là đầy đủ full phụ kiện rồi luôn ha. Đây là cái khóa lực này, cái đầu trên này là khóa lực giúp em này. Và cái giải lực của nó là từ 5 cho tới 60 cm nhân mét. Đó, vít là size mũi 6 ly 3. Thì thường á, những cái con ốc mà nhỏ á, mà các anh dùng cái lực nó lớn quá thì nó rất là dễ bị tùy đầu, hoặc là cái con ốc nó dễ bị hư. Thì mình cần phải có những cái vít lực này mình chỉnh cho nó đúng thông số, thì các anh làm á nó vừa đúng được kỹ thuật mà nó giúp đảm bảo cái tuổi thọ của mấy con ốc đó ha các anh. Đó, con này Canon rất là đẹp nha, mã số 27 380.000 giúp em nha các anh, 27 380.000. Về mã 28 là một con thước nha các anh. Đó, thì con thước này là con thước vuông. Đấy, các anh thấy không? Đây là giải lực này, thân nhôm này, rất là nhẹ bền. Đấy, các anh, nhẹ và bền. Đấy, các số là còn nguyên hết ha. Đó, thì cái con này thì nó chỉ bị có cái nó bị mẻn mất bên này chút xíu. Đấy, các anh thấy không? Ha, cái phần đuôi này nó bị mẻn chút xíu ha. Đó, nên là anh nào lấy thì em để giá là 280.000 cho con này nha các anh. Mã số 28
280.000 giúp em. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau.